Kính chào quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm để đồng hành với chương trình Chào ngày mới của STV trong buổi sáng đầu tuần như thế này và chúc quý vị có một tuần mới nhiều niềm vui và thành công. Thưa quý vị, những ngày tháng riêng thì nhiều ngôi chùa nổi tiếng đông nghẹt người. Trong số khách thập phương đến chùa, ngoài những người muốn du xuân, còn có một lượng lớn những người đến để làm lễ dâng sao giải hạn. Việc các chùa nhận tổ chức dâng sao giải hạn tạo ra sự ngộ nhận rằng đây là một nghi lễ của Phật giáo dựa theo giáo lý của Đức Phật. Vậy sự thật có phải là như vậy? Mời quý vị cùng theo dõi trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, như thường lệ là phần tin tức chúng tôi mới cập nhật. Để đẩy mạnh công tác tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 9/2024 yêu cầu các bộ ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội và tổ chức tín dụng tài chính tập trung chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan địa phương mình, tổ chức phổ biến quán triệt các đơn vị thuộc phạm vi quản lý rà soát nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng, bảo đảm 100% hệ thống thông tin đang trong quá trình thiết kế, xây dựng, nâng cấp, mở rộng trước khi đưa vào vận hành khai thác phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án đảm bảo an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt. Tổ chức rà soát thống kê cập nhật danh mục hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm 100% hệ thống thông tin từ cấp độ 1 đến cấp độ 5 nếu có, đang vận hành phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin chậm nhất trong tháng 9/2024 và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt chậm nhất trong tháng 12/2024. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, một số mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm ngắn hạn như đến năm 2025, tổng năng lực khai thác phục vụ của mạng bưu chính đạt trên 93.000 tấn bưu gửi một ngày, hình thành 3 trung tâm bưu chính khu vực trên cả nước, mạng băng rộng cố định bảo đảm 100% số hộ gia đình có khả năng tiếp cận cáp quang, 100% dân số ở độ tuổi trưởng thành có điện thoại thông minh, 100% người sử dụng Internet được tiếp cận thông tin, tài liệu, nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ, dịch vụ an toàn thông tin mạng cơ bản, tập trung vào phát triển nền tảng số. Coi đây là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả, hình thành và triển khai đề án, dự án 12-14, khu công nghệ thông tin tập trung và thành viên chuỗi khu công viên phần mềm. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ ngành trung ương, các địa phương và các tổ chức doanh nghiệp đồng hành và hợp tác trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch. Qua đó thúc đẩy phát triển hạ tầng thông tin truyền thông trở thành hạ tầng của các hạ tầng kinh tế xã hội, giúp thông minh hóa các hạ tầng kinh tế xã hội, từ đó khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển. Thời gian qua, hầu hết các địa phương đã thực hiện đúng quy định việc tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, đã có một số địa phương phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông 2024-2025 thêm một số nội dung không đúng với quy định về việc tuyển thẳng, chế độ ưu tiên. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các tỉnh, thành phố thực hiện đúng kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông theo quy chế của Bộ, chủ động tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tiến hành kiểm tra thanh tra việc tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại một số địa phương. Sơn La có trên 350.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp với nhiều sản phẩm có lợi thế, cùng với nguồn lao động dồi dào, tiềm năng cung cấp nông sản xuất khẩu lớn. Để giúp doanh nghiệp nông dân thuận lợi trong việc sản xuất, tỉnh Sơn La đã và đang tích cực triển khai các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản bền vững. Theo thống kê, toàn tỉnh đã xây dựng duy trì phát triển 280 chuỗi nông lâm thủy sản an toàn. Bên cạnh đó, cấp 294 mã số vùng trồng cho 43 cơ sở, có 27 sản phẩm được cấp bảo hộ nhãn hiệu mang địa danh của tỉnh. 98 cơ sở áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Gáp, Global Gáp còn hiệu lực. Toàn tỉnh có 151 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận từ 3 sao đến 5 sao. Liên kết chuỗi mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất, người tiêu dùng trong nước và tham gia xuất khẩu. Thông qua đó tạo kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững, ứng dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật, nông nghiệp vào sản xuất, tạo sản phẩm hàng hóa chất lượng, cung ứng cho thị trường.
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Thuận Châu đã luôn chú trọng tuyên truyền hướng dẫn hội viên nông dân sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển các mô hình sản xuất, trong đó có nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân. Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân mà nhiều hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo thu nhập ổn định cho gia đình. Theo đó, năm 2023, Hội Nông dân huyện Thuận Châu đã phối hợp giải ngân 3,8 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân của tỉnh, hỗ trợ cho 115 hộ hội viên vay vốn thực hiện các dự án chăn nuôi châu bò sinh sản. Lũy kế đến nay, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân toàn huyện đạt 10 tỷ 840 triệu đồng, triển khai tại 29 xã thị trấn với các dự án nuôi bò sinh sản, nuôi cá lồng, nuôi gà đen, lợn bản, trồng na hoàng hậu, trồng bí đao, nuôi thỏ. Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân toàn huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của huyện thực hiện việc ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, giúp hội viên nông dân tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi của chính phủ, góp phần thực hiện an sinh xã hội, đẩy lùi tín dụng đen và xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện, với tổng dư nợ do hội nông dân quản lý trên 456,8 tỷ đồng với gần 7.000 hộ vay. Từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Sơn La sẽ triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Sơn La sẽ tập trung nâng cao công tác chính trị tư tưởng, năng lực cho đội ngũ, viên chức, người lao động làm công tác cai nghiện ma túy, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy như đảm bảo công tác an ninh, trật tự tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh, thực hiện khám, xây dựng bệnh án đối với người cai nghiện ma túy, các dấu hiệu rối loạn tâm thần, bệnh cơ hội, tổ chức dạy văn hóa, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách, tổ chức các hoạt động lao động trị liệu, các hoạt động hướng nghiệp dạy nghề, học nghề, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm gắn với công tác học nghề cho người sau cai nghiện ma túy, tăng cường dạy nghề theo hình thức kèm cặp, cầm tay chỉ việc, truyền nghề tại các làng nghề, doanh nghiệp và hợp tác xã gắn với giải quyết việc làm và hiệu quả sau đào tạo, tạo điều kiện để người sau cai nghiện ma túy được tiếp cận vay vốn sinh kế, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho người sau cai nghiện vào làm việc, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy. Quý vị và bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình Chào Ngày Mới sáng nay. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong tâm thức của người Việt, việc đi lễ đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa, một nhu cầu không thể thiếu được, trong đó có lễ cúng cầu an đầu năm tại chùa. Tuy nhiên, xã hội hiện đại khiến nhiều người còn chưa hiểu rõ về việc cầu an và dâng sao giải hạn khác nhau ở điểm nào. Tại chùa Yên Phú, huyện Thanh Trì, Hà Nội, lễ cầu an được tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng. Lễ cầu an là nghi lễ thuộc về Phật giáo, được tiến hành vào dịp đầu năm mới để mong một năm mưa thuận gió hòa, nhà nhà an vui. Khi thực hiện lễ cầu an, đồng nghĩa với việc hướng đến điều an lành, sống theo lời Phật dạy. Trong cái dịp Tết rằm tháng Giêng cũng như là đầu năm thì có rất nhiều người hướng tới cảnh Phật, hướng tới Tam Bảo, rồi thực hiện các cái chương trình nghi lễ cầu an, đến tụng kinh dược sư, rồi phóng sinh, rồi bố thí, rồi làm những cái việc gì có ý nghĩa. Xong đi lễ đầu năm, một số người vẫn quan niệm cần dâng sao giải hạn khi tuổi ứng với các sao La Hầu, Kế Đô hay Thái Bạch. Tuy nhiên đến nay, chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh được sự xuất hiện của 9 ngôi sao chiếu mệnh con người trên bầu trời. Do đó, việc dâng sao giải hạn chỉ là nghi lễ tâm linh nhằm đem lại sự an tâm, và đó không phải là nghi lễ Phật giáo. Sử ta đấy thì bắt đầu từ thời nhà Lý đã có ghi chép những cái đàn để cầu an cho muôn dân mang tinh thần Phật giáo rất chi là rõ. Cho nên theo tôi là bỏ cái giải hạn đi là rất đúng. Đấy, đúng với cái nghi lễ, cái nghi thức của Phật giáo, và chúng ta cầu an cho muôn dân, cho đất nước, cho Tổ quốc, cho tất cả mọi người. Tôi là Phật tử rồi và mình cũng theo Phật rồi. Tôi cảm giác là mình cứ niệm Phật đi và mình theo cái giáo lý của Phật ấy thì mọi việc đều băng băng, và tôi cảm thấy mình gặp rất là nhiều may mắn đó. Chứ không cần phải dâng sao giải hạn đâu. Những cái lễ như một số nơi thì bày đặt ra là dâng sao rồi thì giải hạn, xong rồi cúng lễ rất rườm rà. Trước đây, đốt vàng mã cũng không phải nghi lễ Phật giáo nhưng diễn ra rất phổ biến. Sau nhiều năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên truyền, đến nay tình trạng đốt vàng mã trong các chùa đã giảm hẳn.
người ta nói là mê tín dị đoan, tức là không đúng với lại tinh thần chính tín của Phật giáo thì gọi là mê tín dị đoan. Thì bây giờ mình xác định cái nào là cái ngoại lai, cái nào là cái dân gian, cái nào là cái không đúng với lại tinh thần Phật giáo thì dần dần mình thanh lọc dần ra. Đi lễ chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của người Việt. Vấn đề là ở mỗi người cần phải nâng cao nhận thức và có cách ứng xử đúng đắn để vừa gìn giữ vừa phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Vâng thưa quý vị, theo giáo lý Phật giáo, lời dạy răn của Phật là không cuồng tín mê tín dẫn đến mê muội. Đạo Phật không có chuyện cúng sao, đốt vàng mã, thay vào đó hãy làm việc thiện, nghĩ điều thiện, cẩn trọng trong đi lại, ăn uống thì sẽ gặp điều lành, bởi chẳng có sao nào chi phối được đời sống của con người. Thưa quý vị, mùa xuân, mùa của muôn hoa khoe sắc, đi qua mùa hoa mận trắng tinh khôi, bên cạnh vườn đào đỏ thắm, những ngày này trên một số tuyến đường của huyện Vân Hồ, sắc vàng sắc trắng của loài hoa cải lại điểm tô cho miền đất này thêm rực rỡ, tạo nên một không gian tràn ngập sắc xuân, thu hút đông đảo du khách tới tham quan và lưu giữ hình ảnh trong những ngày đầu xuân mới này. Trong không khí của những ngày đầu xuân mới, cùng với khung cảnh yên bình nên thơ, khắp các bản làng, những cánh đồng hoa cải trải dài trên sườn đồi là nơi lý tưởng cho du khách hòa mình với thiên nhiên, đất trời Tây Bắc. Lần đầu tiên đến với Vân Hồ, anh Phát và gia đình không khỏi ngỡ ngàng bởi không khí nhộn nhịp sôi động của ngày hội hoa đào với rất nhiều hoạt động hấp dẫn, mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp căng tràn sức sống của những cánh đồng cải nhẹ rung theo nhịp gió xuân. Ở Hà Tĩnh thì thực sự là để mà kiếm những cái văn hóa như thế này rất là hiếm, nên là cái cảm nhận thực sự là khá là ngỡ ngàng vì có một cái văn hóa nó cực kỳ đẹp thế này, nên là mọi người quyết định là dừng chân lại chỗ này để mà lưu giữ những tấm hình đẹp nhất của gia đình. Còn với anh Tiến, đây là lần thứ hai anh đến với Vân Hồ, nhưng lần nào cũng vậy, Vân Hồ luôn mang đến cho anh và những người bạn của mình những ấn tượng vô cùng đặc biệt. Cái ấn tượng nhất khi mà mình quay trở lại đây lần thứ hai, đó là cái quang cảnh rất là nhiều các cái loài cây, loài hoa đẹp, để lại được những ấn tượng cho mình và gia đình nhà mình để check in, lưu lại được những phong cảnh hữu tình ở cái khu vực Vân Hồ của tỉnh Sơn La. Vân Hồ là vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng một khí hậu trong lành, mát mẻ, nên nhiệt duy trì trong năm trung bình khoảng 18,5 độ C. Vì thế, hoa cải ở đây được trồng và khoe sắc quanh năm. Hoa cải tươi lâu khoảng từ 20 đến 25 ngày, rất thuận lợi để du khách đến chiêm ngưỡng và lưu giữ những tấm hình đẹp cùng với mùa hoa cải. Hiện nay, hoa cải được người dân trồng nhiều ở dọc tuyến quốc lộ 6 thuộc xã Lóng Luông, Vân Hồ, phục vụ nhu cầu check-in của khách du lịch. Mỏng manh nhưng kiên cường trong thời tiết giá lạnh, hoa cải vẫn đua nhau khoe sắc, điểm tô thêm cho bức tranh Vân Hồ thêm lung linh giữa núi rừng Tây Bắc. Vâng, những bông hoa cải trắng lại mong manh đến lạ, nhưng khi cùng bung nở, đua sắc lại tạo nên một thảm hoa rực rỡ. Dạo bước trong không gian ngập tràn sắc hoa, được hòa mình với thiên nhiên cây cỏ, đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng, du khách sẽ quên đi những mệt mỏi, vui vẻ, lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Mời quý vị hãy cùng đến thăm Vân Hồ vào mùa này để có được những trải nghiệm thú vị dịp đầu xuân. Từ đây, chương trình Chào Ngày Mới sáng nay của STV xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.